bị mất, bị thất thoát, rồi đổ lỗi, đổ trách nhiệm cho nhau. À, cho nên là để mà có thể chịu trách nhiệm được thì cái người cấp phát họ phải đứng ra, họ trực tiếp họ cấp phát cho người bệnh, cái người được phân công ấy. Rồi trường hợp mà thuốc dư thì đem trả lại nhá, trả lại cho khoa dược. Rồi căn cứ vào tình hình thực tế mà trưởng khoa dược họ sẽ quyết định xem là có thể đem ra tái sử dụng lại hay không, hay là đem hủy. Đó, thì dựa vào cái tình hình thực tế nhá các anh chị. Rồi tiếp theo, quy định tiếp theo là về bảo quản thuốc. Bảo quản thuốc thì ở bốn cái loại hình đầu tiên là sản xuất, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ được nha anh chị. Mình đi vào cả cái loại hình kinh doanh nhé. Bốn loại hình đầu tiên là sản xuất, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ. Rồi, đối với thủ kho bảo quản nguyên liệu gây nghiện và thủ gây nghiện là dược sĩ đại học với ít nhất là một năm nhá, một năm kinh nghiệm nha anh chị tại cơ sở kinh doanh. Sửa lại giúp cô cái hiện nay quy định hiện nay chỉ còn lại một năm thôi anh chị, ít nhất là một năm kinh nghiệm tại cơ sở kinh doanh dược. Rồi thủ kho bảo quản nguyên liệu hướng thân tiên chất, thuộc hướng thân tiên chất anh chị, là dược sĩ trung học với ít nhất cũng là một năm kinh nghiệm tại cơ sở kinh doanh dược. Rồi người chịu trách nhiệm ghi chép báo cáo là dược sĩ trung cấp, thủ kho bảo quản thuốc phóng xạ là dược sĩ trung cấp, hoặc là cử nhân hóa phóng xạ, cử nhân y học bức xạ, cử nhân y học hạt nhân. Đó là đối với cơ sở sản xuất nha. Thủ kho bảo quản này, như vậy là cử các anh chị cứ nhìn thấy để ý này, cử liên quan đến gây nghiện, nguyên liệu gây nghiện và thuốc gây nghiện thì là dược đại. Đó, mà cử liên quan đến thuốc hướng thân tiên chất thì là dược trung. Giống như này mình học về cái cơ sở điều trị cai nghiện nghiên cứu đào tạo cũng vậy các anh chị, cơ sở điều trị này, rồi cai nghiện này, nghiên cứu này, đào tạo này thì sao, nãy mình cũng học rồi đó, là cứ liên quan đến hướng thân tiên chất là gì, dược trung đúng không, nhưng mà gây nghiện thì lại là mỗi cái khoa dược bệnh viện là dược đại thôi, còn lại cũng là dược trung hết. Đó thì ở đây cũng vậy, cứ liên quan đến gây nghiện là dược đại trình độ á, mà hướng thân tiên chất là dược trung. Rồi người chịu trách nhiệm ghi chép báo cáo là dược sĩ trung học tối thiểu, đây là yêu cầu tối thiểu nha anh chị. Rồi thủ kho bảo quản thuốc phóng xạ là dược sĩ trung học, hoặc cử nhân hóa phóng xạ, cử nhân y học hạt bức xạ, cử nhân y học hạt nhân. Vậy bây giờ cô hỏi các anh chị này, cô là dược sĩ đại học, cô có một năm kinh nghiệm ở lĩnh vực đào tạo thì cô có thể làm thủ kho bảo quản thuốc gây nghiện ở cơ sở sản xuất được không? Dạ không, phải một năm kinh nghiệm ở cơ sở sản xuất à? Phải là kinh nghiệm ở cơ sở sản xuất mới được à? Được. Cơ sở nào? Cơ sở kinh doanh dược. Ví dụ giả sử như cô có một năm kinh nghiệm ở cơ sở bán buôn thì cô có thể làm thủ kho bảo quản được không? Dạ được cô. Dạ được cô. Được. Vậy giờ cô có một năm kinh nghiệm ở lĩnh vực đào tạo thì cô có thể làm thủ kho bảo quản thuốc gây nghiện được không? Dạ được luôn cô. Được không anh chị? Dạ được. Không được. Không được chứ? Dạ không được, tại vì phải sao? Có kinh nghiệm tại cơ sở kinh doanh dược. Đúng rồi, kinh nghiệm ở cơ sở kinh doanh. Còn lĩnh vực đào tạo lúc nãy mình bảo rồi. Dạ, đâu được. Phải của kinh doanh đâu, luật dược chỉ quy định là 8 cái loại hình kinh doanh như vậy mà. Đào tạo nó không nằm trong 80 loại hình kinh doanh mà luật dược quy định. Đúng chưa? Cho nên là không thể tính là còn kinh nghiệm ở bên khối kinh doanh được. Sửa lại chung cô một năm ở cơ sở kinh doanh cái. Sửa lại một năm nhá. Sửa đi nhá anh chị. Rồi tiếp theo xong chưa, mình hình dung ra chưa, là một năm kinh nghiệm này là phải là kinh nghiệm ở cơ sở kinh doanh dược, kinh nghiệm là kinh nghiệm ở cơ sở kinh doanh dược anh chị. Rồi tiếp
Đối với cơ sở xuất nhập khẩu thì thủ kho bảo quản nguyên liệu thuộc ngành ảnh hưởng than tiền chất là tiến sĩ đại học với ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại cơ sở kinh doanh. Ít nhất là 1 năm nha anh chị. Ít nhất là 1 năm kinh nghiệm tại cơ sở kinh doanh. Rồi, người chịu trách nhiệm về ghi chép báo cáo là tiến sĩ trung học, thủ kho bảo quản thuộc phòng xà là tiến sĩ trung học. Thêm cái đuôi đằng sau vô nha các anh chị, cử nhân hỏa phóng xạ, cử nhân y học bức xạ, y học hạt nhân, tại cô không ghi á, chứ nó có thêm cái đuôi đằng sau á là dược sĩ trung trung cấp, nếu là trình độ dược là dược sĩ trung cấp, mà trình độ các trình độ khác là trình độ đại học, cử nhân hỏa phóng xạ, cử nhân y học bức xạ, y học hạt nhân, nó có thêm cái đuôi đằng sau nữa này đó. Nói chung là cử thuộc phóng xạ là bao giờ vậy, dược sĩ trung cấp hoặc là cử nhân hỏa phóng xạ, y học bức xạ, y học hạt nhân. Nhân thủ kho bảo quản ấy là trình độ về dược là chỉ cần dược trung thôi, nhưng mà các cái trình độ khác thì phải là đại học, cái cử nhân này, trình độ đại học, hỏa phóng xạ, y học bức xạ, y học hạt nhân đó. Ở đây thì rõ ràng mình nhìn thấy này là thủ kho bảo quản thuộc gây nghiền hướng thân tiên chất gì đều đòi hỏi trình độ dược đại hết, đúng không? Không có phân chia ra là gây nghiền là dược đại mà hướng thân là dược trung nữa, toàn bộ yêu cầu đều là dược sĩ đại học hết đó, ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại cơ sở kinh doanh. Tiếp nữa, báo cáo xuất nhập khẩu anh chị, trong vòng 10 ngày kể từ ngày xuất nhập khẩu nguyên liệu thuộc gây nghiền hưởng than tiên chất thì công ty xuất nhập khẩu phải tiến hành báo cáo về cho Bộ Y tế và Bộ Công an. Còn về thuộc phóng xạ thì chỉ cần báo cáo về cho Bộ Y tế mà thôi. Cái báo cáo xuất nhập khẩu á, đối với thuộc gây nghiền hưởng than tiên chất là báo đi hai nơi, báo cho Bộ Y tế và Bộ Công an. Tại sao lại phải báo cho Bộ Công an? Báo cho Bộ Công an là báo cho Văn phòng Thường trực Phòng chống tội phạm và ma túy của Bộ Công an nha anh chị. Đối với Bộ Công an ấy là mình sẽ báo cho Văn phòng Thường trực Phòng chống tội phạm và ma túy của Bộ Công an. Đó. Thế còn đối với thủ phóng xạ thì chỉ cần bảo vệ cho Bộ Y tế là được. Đó. Nhá. Nhớ nhá, thủ gây nghiền hưởng thân tiên chất là báo cáo đi hai nơi, Bộ Y tế và Bộ Công an. Thủ phóng xạ thì báo một nơi thôi, báo cho Bộ Y tế. Rồi, khi nào thì báo cáo? Trong vòng 10 ngày kể từ ngày xuất nhập khẩu. Thế còn thuộc dạng phối hợp với thuộc phóng xạ thì sẽ tiến hành báo cáo hàng năm tới Bộ Y tế chậm nhất là ngày 15 tháng 1 của năm sau. Thuộc dạng phối hợp và thuộc phóng xạ nhé, báo cáo hàng năm tới Bộ Y tế chậm nhất là ngày 15 tháng 1 của năm sau. Bây giờ câu hỏi các anh chị là trong trường hợp mà báo cáo xuất nhập khẩu thuộc gây nghiền thì một năm công ty sẽ làm bao nhiêu bản báo cáo xuất nhập khẩu? Là một bản đó cô. Báo cáo xuất nhập khẩu thuộc gây nghiền hưởng thân tiên chất là một năm là một bản đó hả? Đúng rồi, tùy thuộc vào số lần xuất nhập khẩu nhé. Có bao nhiêu lần xuất nhập khẩu thì có bấy nhiêu lần báo cáo. Phụ thuộc vào cái gì đấy? Số lần xuất nhập khẩu. Đó, miễn sao là cứ xuất nhập khẩu về thì trong vòng 10 ngày là phải tiến hành báo cáo liền cho Bộ Y tế, Bộ Công an nhé. Trong vòng 10 ngày sau khi xuất nhập khẩu xong ấy, đó là phải báo về cho Bộ Y tế, Bộ Công an. Thế còn thuộc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiền thì một năm làm bao nhiêu bản báo cáo xuất nhập khẩu anh chị? Một bản thôi đúng không? Báo cáo hàng năm. Báo cáo hàng năm đó, chậm nhất là 15 tháng 1 của năm sau. Đó là về báo cáo xuất nhập khẩu ha. Rồi, loại tiếp theo nữa là báo cáo tồn kho sử dụng. Báo cáo tồn kho sử dụng là báo cáo cái gì? Là báo cáo xem là mình đã nhập về bao nhiêu hàng, mình xuất bán đi bao nhiêu hàng, hiện nay còn tồn tại bao nhiêu, thì người ta gọi là tồn kho. Nhập bao nhiêu này, xuất bán nhiêu này, tồn tại bao nhiêu này, và báo cáo đấy là báo cáo tồn kho sử dụng đó. Đối với báo cáo tồn kho sử dụng thì tất cả các cơ sở đều phải có báo cáo hết, sản xuất, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ thì đều phải báo cáo hết. Nhưng mà vấn đề là bán buôn, bán lẻ thì do Sở Y tế quản lý, cho nên sẽ báo cáo cho Sở Y tế. Còn sản xuất, xuất nhập khẩu thì do Bộ Y tế quản lý, cho nên báo cáo cho Bộ Y tế. Nói chung là báo cáo cho cơ quan quản lý trực tiếp nha anh chị. Trực tiếp cơ quan nào thì báo cáo cho cơ quan đó. Bán buôn, bán lẻ là trực thuộc sở, cho nên là báo cáo về cho Sở Y tế. Một năm làm hai bản báo cáo. Báo cáo trước ngày 15 tháng 7 là báo cáo 6 tháng đúng không?
và báo cáo hàng năm trước ngày 15 tháng 1 của năm sau nhá. Báo cáo 6 tháng này trước 15 tháng 7 này, báo cáo hàng năm trước 15 tháng 1 của năm sau này, báo cáo cho ai? Cho Sở Y tế. Còn sản xuất xuất nhập khẩu thì do Bộ Y tế quản lý, cho nên báo cáo về cho Bộ Y tế cùng một năm hai bản luôn, trước 15 tháng 7 và trước 15 tháng 1 của năm sau. Rồi vậy Sở Y tế có báo cáo cho Bộ không? Sở Y tế thì có báo cáo cho Bộ Y tế không? Đương nhiên là phải báo cáo rồi. À, sau khi tổng hợp xong ấy, sau Sở Y tế sẽ tiến hành báo cáo cho Bộ Y tế là báo cáo hai thứ. Một là danh sách các cơ sở bán buôn mà trên địa bàn mà do Sở Y tế quản lý thì sẽ bảo vệ cho Bộ Y tế, bán buôn thuộc gây nghiền hướng thân tiền chất đấy nha. Danh sách các cơ sở bán buôn thuộc gây nghiền hướng thân tiền chất, Sở Y tế sẽ tổng hợp lại và báo cáo cho Bộ Y tế trước ngày 15 tháng 1 của năm sau. Đó. Thế còn báo cáo tồn kho sử dụng mà Sở Y tế mà tổng hợp lại để báo lên cho Bộ Y tế thì vì Sở Y tế nhận báo cáo của các đơn vị gửi về trước 15 tháng 1, sau đó thì Sở mới ngồi tổng hợp lại, tổng hợp lại danh sách những bệnh viện nào, cơ sở nào sử dụng bao nhiêu này này, tổng hợp hết để báo lên cho Bộ Y tế và sẽ báo cho Bộ Y tế trước ngày 15 tháng 2 của năm sau. Trước ngày 15 tháng 2 nhá. Sở Y tế báo cho Bộ Y tế hai thứ, một là danh sách các cơ sở bán buôn thuộc kiểm soát đặc biệt á, là báo trước 15 tháng 1 này. Báo trước 15 tháng 1 hàng năm này. Còn báo cáo tồn kho sử dụng á, tình hình sử dụng này thì báo cáo cho Bộ Y tế trước ngày 15 tháng 2 của năm sau. Rồi, những đơn vị mà thuộc cục quân y của Bộ Quốc phòng thì báo cáo tình hình sử dụng của cơ sở ngành mình cho Bộ Y tế. Cục quân y Bộ Quốc phòng thì báo cáo về cho Bộ Y tế. Có ví dụ như là bệnh viện 175. Bệnh viện 175 là bệnh viện gì? Quân y. Cho nên là báo cáo tình hình sử dụng thuốc kiểm soát đặc biệt về cho cục quân y. Sau đó cục quân y mới tổng hợp lại để báo về cho Bộ Y tế nha. Đó, bệnh viện 175 là báo cáo tình hình sử dụng về cho cục quân y. Bệnh viện 103, bệnh viện 108 đều bảo vệ cho cục quân y hết. Sau đó cục quân y mới tổng hợp lại của các cái đơn vị của do cục quân y quản lý gửi về cho Bộ Y tế nha. Trong vòng 48 giờ kể từ lúc phát hiện ra có thất thoát nhầm lẫn về nguyên liệu rồi hoặc là về thuốc gây nghiền hướng thân thiên chất của phòng xa thì phải tiến hành báo cáo về cho cơ quan quản lý trực tiếp. Đơn vị nào thuộc sở thì báo cho sở, mà đơn vị nào thuộc bộ thì báo cho bộ. Nghĩa là đơn vị thuộc sở là bán buôn bán lẻ đúng không? Đơn vị thuộc bộ là sản xuất xuất nhập khẩu. Nếu như có thất thoát nhầm lẫn thì sẽ báo cáo về cho Bộ Y tế. Hiểu không anh chị? Hiểu vấn đề không? Ở đây mình sẽ có là cái anh sản xuất xuất nhập khẩu bán buôn bán lẻ đây này. Thì mình gọi là cái sản xuất này với xuất nhập khẩu này, hai cái này là trực thuộc, hai cái này sản xuất với xuất nhập khẩu này là trực thuộc ai đấy? Trực thuộc Bộ Y tế, cho nên sẽ bảo vệ cho, báo cáo về cho Bộ Y tế. Và hai cái này là bảo vệ cho Bộ Y tế này. Còn cái bán buôn ấy, bán buôn với cả cái bán lẻ là trực thuộc Sở Y tế, cho nên bán buôn bán lẻ là sẽ bảo vệ cho Sở Y tế, được không? Là sẽ bảo vệ cho Sở Y tế này. Đây, sản xuất là bảo vệ cho Bộ Y tế này, xuất nhập khẩu cũng bảo vệ cho Bộ Y tế luôn. Xuất nhập khẩu đây cũng đem bảo vệ cho Bộ Y tế này. Đó. Rồi bán buôn. Bán buôn là báo cáo về cho Sở Y tế này. Bán lẻ cũng báo cáo về cho Sở Y tế luôn. Bán lẻ báo cáo về cho Sở Y tế. 155 mấy bản. 155 mấy bản. Đối với báo cho Bộ Y tế thì 155 mấy bản nhỉ? Một bản là trước 15 tháng 7 và một bản là trước 15 tháng 1 của năm sau. Đó, 15 tháng 1 của năm sau. Đó thì bán buôn bán lẻ cùng bảo vệ cho Sở Y tế như vậy. Một bản trước 15 tháng 7